tiến đấy à. Văn hóa của Trung ương thì mới phải. Thế nhá, tôi nói rồi nhá. Hôm qua là tôi đi dự cái buổi ra mắt cuốn sách kể chuyện cung tình báo hát cho ba anh hùng đấy. Do nhà văn Nguyễn Chánh, bạn tôi trên Facebook, cái bạn là thành bạn đời, bạn trong đời, rất là thân tình, anh mời tôi vào dự với cái cương vị mình là anh hùng lực lượng nhân dân và tham gia cái buổi ra mắt sách này. Thế và được là nhận được quyển sách cái này, tức là trong đó thì trong cái cụm tình báo này thì có nói với cô Giao Liên Hải. Thì sau khi triển khai xong ấy thì có tổ chức là bán cái sách này, có chữ ký của anh hùng Nguyễn Văn Tàu, Tư Tư Cang, anh hùng lực lượng nhân dân, nguyên phó chính ủy phòng tình báo miền B2, chữ ký ở đây, và đây là của thân tặng nhà văn Nguyễn Chánh, kèm theo cái bút đây, bút này, bút này là anh hùng lực lượng nhân dân Tàu kính tặng đấy. Thì mỗi một cái bộ này là 2 triệu, bán 20 bộ được 45.300.000. Lấy cái tiền này để giúp gia đình cô Hai Ánh này xây mộ cho chồng cô ấy. Nhưng mà con trai lên nhận nói rằng là bây giờ là mộ gia đình xây xong rồi, tặng số tiền này cho ban như là cụm tình báo hát cho ba tăng lại 45.300.000. Thế vào Tư Cang nói thế này này, hiện nay quỹ của ông còn được 4.513.000, cả cái quỹ của cái cụm này. Thế bây giờ bổ sung thêm về cái tiền này. Thế thì tôi được tặng 2 cuốn. Một cuốn được ông Tư Cang tặng cho Tư Hồng Tiền, anh nói là ký rồi. Cuốn này là cuốn mua 2 triệu, không phải ủng hộ tôi chứ không phải mua. Ủng hộ 2 triệu. Cái bút thì tôi mang về tôi kỷ niệm nhá. Còn cái sách tặng anh đọc đấy, đây có chữ ký đây này đấy, phải chưa? Thế là tôi sẽ ký theo Tư Hoàng Kiền tặng trung tá Đỗ Hữu Vàng. Ông ký vào đây đi. Sẽ ký chứ. Thứ nhất là đồng hương, thứ hai là đồng đội, thủ trưởng cũ của tôi. Ông Tư Hoàng Phó, tham mưu trưởng tôi, tham mưu phó tặng anh nhé. Ký rồi nhé. Thiếu Tư Hoàng Kiền kính tặng trung tá Đỗ Hữu Vàng. Ký ngoài này nhé. Đây này. Đấy, tặng anh và nó có ý nghĩa phải không? Đấy, có 3 chữ ký này, hai anh hùng ký này, và nhà văn Nguyễn Chánh ký, anh nhớ. Đây là ngày 11 thành phố Hồ Chí Minh phải không? Thế ông thưởng ông ấy tháng 6. Ông chính ông có biết đách gì cái chuyện này đâu. Thưởng ông chính hút trong một cái này. Kính thưa trung tá Đỗ Bằng nha. Đồng đội nhé. Thiếu tướng Hoàng Kiền. Hậu hình Việt Nam là ông cũng là chủ tịch Hậu Hoàng Việt Nam. Chủ tịch à? Ừ. Vậy vất vả quá. Đấy, nó nhiều việc quá đấy. Nhiều việc quá. Tặng anh cái sách, còn cuốn bút này tôi về. Đúng không? Tôi đang tặng về kỷ niệm của anh hùng Tư Cang. Tặng anh nhé. Cảm ơn. Đọc để chúng ta hiểu thêm về cái cuộc kháng chiến chung với chung nước, nó vô cùng khó khăn gian khổ, ác hy sinh khó những con người như thế này. Thứ nhất là những người tình báo này thì tôi có viết mấy cái, tức là thì người ta phải trung thành tuyệt đối, không kiên cường dũng cảm, mưu trí sáng tạo bí mật, để tôi nói trong này đọc thì thấy. Trân trọng anh. Cảm ơn anh nhé. Rồi tôi đi đây. Cái này